Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích ông Trump dối trá, kêu gọi ghi nhận thành tích của Tổng thống Biden. Phản ứng trái ngược sau màn tranh luận giữa Tổng thống Biden và ông Trump, Đảng Dân Chủ tỏ ra lo lắng. Tổng thống Biden và ông Trump tranh cãi nảy lửa về vấn đề biên giới và ngày xấu hổ nhất trong lịch sử Mỹ. Cập nhật, ông Trump và ông Biden đang bước vào màn tranh luận đối đầu lịch sử nóng về vấn đề Ukraine. Hôm nay, Tổng thống Biden và ông Donald Trump bước vào cuộc tỉ thí trực tiếp trên sóng truyền hình. Kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump chia rẽ NATO, trao cho ông Putin món quà đặc biệt. Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi cử tri nước này tập trung vào các thành tựu của Tổng thống Joe Biden đạt được thay vì màn thể hiện của ông tại tranh luận trực tiếp với đối thủ Donald Trump. Phát biểu sau khi cuộc tỉ thí giữa ông Biden và ông Trump kết thúc hồi tối ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ, sáng 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thừa nhận Tổng thống Biden đã có khởi đầu chậm trên sân khấu tranh luận trực tiếp ở trường quay không có khán giả tại Atlanta, bang Georgia. Song bà Harris khẳng định ông Biden đã có kết thúc mạnh mẽ. Bà Harris có bài nói với CNN rằng mọi người có thể tranh luận về phong cách, nhưng sau cùng, cuộc bầu cử này việc ai là Tổng thống Mỹ phải về thực chất, sự tương phản rõ ràng. Phó tướng của ông Biden tiếp tục chỉ ra những gì bà coi là những lời dối trá của ông Trump trong lúc so tài hùng biện. Bà cũng kêu gọi các cử tri Mỹ nên tập trung vào những thành tích mang tính lịch sử mà ông Biden đã làm được cho đất nước trong 3 năm rưỡi lãnh đạo Nhà Trắng vừa qua, thay vì cách ông thể hiện trên sân khấu tranh luận tối ngày 27 tháng 6. Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu những gì Tổng thống Biden thể hiện trong cuộc tranh luận có giống ông hàng ngày hay không, bà Harris đáp, như tôi đã nói, Tổng thống tôi làm việc cùng hàng ngày là người hành động theo cách gắn kết mọi người với phòng bầu dục, các thành viên của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ để đi đến thỏa hiệp một cách phi thường. Điều đó từng không xảy ra, nhưng ông Biden có thể biến nó trở thành hiện thực. Trong khi đội ngũ của ông Trump có những tuyên bố tích cực sau khi cuộc tranh luận kết thúc, thì các đảng viên Đảng Dân Chủ lại tỏ ra lo lắng về màn thể hiện của Tổng thống Biden. Theo The Hill, trong ngày 27 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump đã hoàn tất cuộc tranh luận đầu tiên ở bang Georgia. Sau khi sự kiện kết thúc, các đảng viên Đảng Dân Chủ đã tỏ ra lo lắng trước màn thể hiện của đương kim Tổng thống. The Hill dẫn lời một đồng minh của Tổng thống Biden nói rằng, đây là một cơn ác mộng, tôi không thể tin rằng những gì mà mình đang chứng kiến, chúng ta đang thua cuộc bầu cử một cách từ từ. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ David Plofer, cựu cố vấn của ông Barack Obama, đã cho rằng ông Biden đã phơi bày điểm yếu về mặt tuổi tác trong cuộc tranh luận. Vấn đề lớn nhất mà các cử tri đang dao động xung quanh là tuổi tác của hai ứng cử viên. Ông Biden chỉ hơn ông Trump 3 tuổi, nhưng tối nay họ như thể cách nhau 30 tuổi vậy. Các chuyên gia của Đảng Dân Chủ cho rằng ông Biden đã không thể gây áp lực lên ông Trump về vấn đề quyền phá thai mà còn không thể phản bác được nhiều thông tin sai lệch mà ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đưa ra. Bên cạnh đó, ông Biden cũng đã ho và ngập ngừng rất nhiều lần trong cuộc tranh luận, điều không hề tốt trong mắt các cử tri. Tuy vậy, Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn tỏ ra lạc quan về màn thể hiện của ông Biden. Mọi người có thể tranh cãi về phong cách tranh luận, nhưng Tổng thống đã thể hiện được rõ quan điểm của mình. Đúng là ông ấy xuất phát tương đối chậm, nhưng đã về đích một cách mạnh mẽ. Về phía đương kim Tổng thống, ông chủ Nhà Trắng không hề cảm thấy sức ép sau sự kiện ở Georgia và đang hướng tới cuộc tranh luận thứ hai vào tháng 9. Ông Trump chỉ là một kẻ nói dối. Hãy tiếp tục. Chúng ta sẽ đánh bại ông ấy. Hẹn gặp lại vào lần tiếp theo. Đây là những gì ông Biden nói tại bữa tiệc sau cuộc tranh luận. Phía bên kia chiến tuyến, Đảng Cộng Hòa cũng đã tỏ ra vô cùng tự tin với màn thể hiện của ông Trump. Đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ thậm chí còn tuyên bố chiến thắng trước khi cuộc tranh luận khép lại. Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump gặp lại nhau trong cuộc tranh luận đầu tiên của năm 2024 trên đài CNN. Tổng thống Biden mở đầu cuộc tranh luận với đề tài nền kinh tế Mỹ đã lao dốc không phanh, đồng thời cáo buộc người tiền nhiệm chiều theo lòng tham của nhiều doanh nghiệp thông qua việc cắt giảm thuế cho người giàu. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đã nói, vào thời điểm ông ấy rời đi, mọi thứ đã hỗn loạn và chúng tôi đã sắp xếp lại mọi thứ. Đáp lại, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump cho rằng chính quyền của ông đã giúp nền kinh tế Mỹ khôi phục trong đại dịch COVID-19.
khi tranh cãi về chính sách biên giới. Trả lời cho câu hỏi vì sao cử tri nên tin tưởng ông trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở biên giới, Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền của ông đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận biên giới ở Quốc hội. Ông cũng chỉ trích các hành động của ông Donald Trump về vấn đề nhập cư trong nhiệm kỳ Tổng thống. Khi còn là Tổng thống, ông ấy đã tách những đứa trẻ ra khỏi mẹ của chúng. Đó không phải là con đường đúng đắn. Đáp lại, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, vào cuối nhiệm kỳ của ông, nước Mỹ đã có biên giới an toàn nhất trong lịch sử trong suốt vài tháng. Ông cũng lặp lại tuyên bố rằng, đông đảo các phần tử cực đoan từ khắp nơi trên thế giới đang đổ dồn về nước Mỹ ngay lúc này đây. Ông Donald Trump phủ nhận trách nhiệm về cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại đồi Capitol. Cựu Tổng thống Donald Trump được hỏi về những gì ông đã làm và không làm khi những kẻ bạo loạn tấn công đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Lúc đầu ông Trump không trực tiếp trả lời câu hỏi và thay vào đó chĩa mũi dùi sang phía ông Biden. Ông nói rằng vào ngày 6 tháng 1, chúng ta có một đường biên giới tuyệt vời, chúng ta độc lập về năng lượng, chúng ta có mức thuế thấp nhất kể từ trước đến nay. Khi người dẫn chương trình của CNN thúc ép trả lời về mối quan ngại của cử tri đối với dân chủ và hiến pháp sau vụ việc ngày 6 tháng 1, cựu Tổng thống Trump nói ông đã đề nghị huy động 10.000 binh sĩ hoặc thành viên vệ binh quốc gia trước bài phát biểu của mình ngày hôm đó, nhưng ông đã bị từ chối. Trong khi đó, Tổng thống Biden chỉ ra rằng ông Trump đã khuyến khích người dân đến đồi Capitol và ngồi trong phòng bầu dục suốt 3 giờ chỉ quan sát dù được Phó Tổng thống và một số đồng nghiệp ở phe Cộng hòa cầu xin hãy làm điều gì đó. Và bây giờ nếu ông ấy thua một lần nữa thì chỉ có thể sẽ có một cuộc tắm máu. Ông Trump gọi việc rút quân ra khỏi Afghanistan là ngày xấu hổ nhất trong lịch sử Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc Tổng thống Joe Biden rút quân khỏi Afghanistan là ngày đáng xấu hổ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhận xét này của ông Trump liên quan đến một bình luận trước đó của ông Biden khi nói về người tiền nhiệm khi ông ấy, ông Trump, còn là Tổng thống, vẫn có thương vong ở Afghanistan. Ông ấy không làm điều gì về điều đó. Ông Donald Trump nói rằng, tôi chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan khi còn đương nhiệm, nhưng chúng tôi rời đi với phẩm giá, sức mạnh và quyền lực. Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một báo cáo vào tháng 6 năm 2023, trong đó nêu rõ quyết định rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan của chính quyền ông Trump và ông Biden đều có khả năng gây ra hậu quả. Báo cáo cũng nêu ra những thiếu sót của chính quyền Tổng thống Biden dẫn đến việc Mỹ phải rút quân một cách hỗn loạn sau gần 2 thập kỷ. Ông Biden đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Khi được hỏi ông sẽ làm gì để buộc Israel và Hamas chấm dứt giao tranh ở dải Gaza, Tổng thống Biden đã đưa ra một kế hoạch bao gồm việc trao đổi con tin lấy tù nhân Palestine và tiếp tục ngừng bắn với các điều kiện bổ sung. Ông nói, bên duy nhất muốn xung đột tiếp tục là Hamas. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để khiến họ chấp nhận. Cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên giữa ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden và ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang diễn ra trong mong chờ của cả người dân nước Mỹ và giới quan sát bên ngoài. Ông Biden và ông Trump đang thảo luận về cuộc xung đột của Nga ở Ukraine. Đã hơn 2 năm kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu. Đầu tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày lại kế hoạch hòa bình của Điện Kremlin, trong đó kêu gọi quân đội Ukraine rút khỏi 4 khu vực phía Nam và phía Đông lãnh thổ Ukraine mà Moscow cho biết sẽ sáp nhập vi phạm pháp luật quốc tế. Nó cũng yêu cầu Kiev từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, trong khi các lực lượng Nga đã đạt được những thành tựu khiêm tốn ở hai khu vực Donetsk và Luhansk trong những tháng gần đây. Họ còn lâu mới chiếm được cả 4 khu vực bao gồm Kherson và Zaporozhia. Chính quyền ông Biden đã liên tục hỗ trợ Ukraine trong việc phòng thủ. Gần đây nhất, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Phía ông Donald Trump phản bác, với tư cách là Tổng thống, ông Donald Trump đã mô tả NATO là lỗi thời và ông cũng đã từ lâu ca ngợi ông Putin và đi xa hơn khi đứng về phía nhà lãnh đạo Nga hơn là cộng đồng tình báo Mỹ về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Ông Trump trước đây cũng đã cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine, mặc dù ông không đưa ra thông tin chi tiết về cách thức thực hiện. Ông nói, ngay sau khi tôi giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Đây là lời phát biểu của ông tại một sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire năm ngoái, đồng thời nói thêm trong một bài phát biểu khác rằng ông sẽ không để mất quá một ngày để giải quyết cuộc xung đột này. Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình vào tối nay. Reuters đưa tin, cuộc tỉ thí đầu tiên giữa hai ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024
diễn ra vào 21 giờ ngày 27 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 8 giờ ngày 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Cuộc tỉ thí ở Atlanta sẽ được trở thành màn tranh luận tổng thống sớm nhất trong lịch sử Mỹ hiện tại và là sự kiện quan trọng với hai ứng cử viên. Ông Joe Biden, 81 tuổi và ông Donald Trump, 78 tuổi, đang ngang ngửa trong cuộc thăm dò dư luận quốc gia. Dù còn 5 tháng nữa đến cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 năm 2024, vẫn còn rất nhiều cử tri chưa đưa ra được sự lựa chọn bỏ phiếu. Cuộc tranh luận trên truyền hình hứa hẹn sẽ cho thấy sự tương phản rõ rệt nhất giữa hai ứng viên, trong bối cảnh cả ông Biden và ông Trump đều là những ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử. Ông Patrick Stewart, giáo sư học viện chính trị ở Đại học Arkansas cho thấy, đây sẽ là một bài kiểm tra lớn về năng lực nhận thức đối với cả hai ứng cử viên. Cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút, phát sóng trực tiếp trên CNN. Hai ứng cử viên sẽ không được sử dụng giấy nốt và không có khán giả cổ vũ và sẽ phải trả lời những câu hỏi khó nhằn. Theo quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử, đội ngũ của ông Biden sẽ tập trung vào luận điểm rằng ông Trump đang theo đuổi những chính sách cực đoan về phá thai và những vấn đề đe dọa nền dân chủ của Mỹ, chỉ mang lại lợi ích cho các nhà tài trợ của ông Trump. Các trợ lý của ông Trump cho biết, ông có cách tiếp cận thoải mái hơn với cuộc tranh luận so với trước đây để chuẩn bị cho cuộc tranh luận với bà Hillary Clinton vào năm 2016 và ông Joe Biden vào năm 2020. Christine, một đồng minh cũ của ông Trump, đã đóng giả làm những đối thủ của ông trong các buổi tập dượt. Các nhà phân tích bình luận kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột của Nga ở Ukraine do hai cố vấn chủ chốt của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày với ông có khả năng sẽ chia rẽ NATO và trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin chính xác những gì ông ấy muốn. Kế hoạch hòa bình Ukraine này được Trung tướng nghỉ hưu Kate Kellogg và Frey Flate vạch ra và trình bày với ông Trump. Cả hai đều từng là cố vấn trong Hội đồng An ninh Quốc gia thời ông Trump còn là quyền Tổng thống giai đoạn 2017-2021. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ chỉ cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Kiev chấp nhận tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Đồng thời, ông Kellogg nói với Reuters rằng Mỹ cũng sẽ cảnh báo Moscow rằng bất kỳ hành động từ chối đàm phán nào cũng sẽ dẫn đến việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Một thành viên của chương trình Nga và Á-Âu tại Chatham House nhận định kết quả tiềm năng này chính xác là những gì ông Putin mong muốn và nó sẽ mang lại cho ông Putin một món quà đặc biệt. Olga Tokariuk, một cựu nhà báo ở Ukraine và hiện cũng là thành viên của Chatham House, đồng ý rằng kế hoạch này sẽ có lợi cho Nga khi cho nước này thời gian để tập hợp lại và tái trang bị vũ trang nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện dựa trên các chiến tuyến hiện hành, điều mà các cố vấn của ông Trump đã gợi ý. Trong khi ông Trump có thể rút lại sự ủng hộ dành cho Ukraine nếu thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây, thì có rất ít sự đảm bảo rằng các thành viên NATO, bao gồm Anh, Đức, Ba Lan và các nước vùng Baltic sẽ làm theo. Theo bà Tokariuk, điều này sẽ gây ra những rạn nứt lớn trong NATO. Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, đã bác bỏ kế hoạch hòa bình trên và nói với Reuters rằng xung đột không thể kết thúc nếu nước này không đánh bại Nga. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng NSC đã cho biết chính quyền Tổng thống Biden sẽ không ép Ukraine đàm phán với Nga. Người phát ngôn của NSC Andrei Watson cho biết Tổng thống Biden tin rằng mọi quyết định về đàm phán này đều tùy thuộc vào Ukraine. Trong khi đó, ông Flake cho biết, ông Trump đã có phản ứng tích cực với kế hoạch trên. Tuy nhiên, ông Flake nhấn mạnh rằng ông không khẳng định ông Trump đồng ý với cả kế hoạch hay chỉ đồng ý với các phần trong đó. Còn người phát ngôn của ông Trump cho biết, chỉ có những tuyên bố của ông Trump hoặc những thành viên được ủy quyền trong chiến dịch tranh cử của ông mới được coi là chính thức. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!